Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Bến Tre Channel. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để vào game Pokiwa nha. Thì có rất là nhiều bạn đang gặp khó khăn vào chuyện là vào game như thế nào, cách vào như thế nào, ra sao gì đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ copy cái link này. Và cái link này một hồi mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video cũng như phần comment của video luôn. Thì các bạn hãy lấy cái link này để vào game nha. Mình sẽ copy cái link này. Đó. Rồi mình sẽ mở một cái trình duyệt lên. Các bạn hãy mở cái trình duyệt nào của các bạn có sẵn trên máy đó. Thì mình ở đây mình sẽ xài cốc cốc nha. Rồi các bạn mở lên. Đó. Các bạn dán cái link này vô đây. Các bạn chuột chuột phải nè. Các bạn dán vô. Đó. Xong rồi enter. Để vào cái game. Bật bự lên cho các bạn xem dễ nha. Rồi các bạn để con chuột lên đây. Chỗ danh sách game nè. Nè chỗ danh sách game nè. Thì các bạn sẽ đi đến game Pokiwa của chúng ta ở đây. Đó các bạn click vào. Xong rồi ít chi đi. Không cần đâu. Đó. Rồi các bạn đăng nhập như bình thường. Thì để mình thoát cho mình đăng nhập lại. Đó. Các bạn đăng nhập như bình thường nha. Rồi mật khẩu gì đó mình ở đây mình lưu rồi phải. Đó các bạn đăng nhập như bình thường, ghi nhớ mật khẩu nè. Rồi đăng nhập vô. Đó thì nếu các bạn đăng nhập vô gặp ở đây thì các bạn cũng tìm game như bình thường thôi. Đây game Pokiwa của chúng ta đây. Nè các bạn bấm chơi chơi ngay nha. Đó. Rồi giờ các bạn chọn server, mình chơi server Pikachu, mình chọn server Pikachu. Đó, vậy là vào game được rồi. Không cần phải tải 360 về. Đó. Các bạn vô hẳn web luôn. Đó, vậy là các bạn đã vào game được rồi. Thì nó hơi lắc chiếu, nó quay quay. Rồi thì đây là cách để vào game Pokiwa ở hiện tại. Thì nếu các bạn thấy video này hay, thú vị thì đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ video nha. Và bên cạnh đó nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video sắp tới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye.